Xin chào tất cả anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị, quý vị và các bạn một mẫu Kia tải van hai chỗ, vừa chúng ta form dáng nhỏ gọn, chúng ta có thể chạy gia đình hay là chạy chở hàng nhẹ đều khá là ổn, với một mẫu xe nhập khẩu 2009 như chiếc Kia Morning này. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2009, nhưng mà đăng ký lần đầu lăn bánh tại Việt Nam là 2014 nó mới bắt đầu lăn bánh. Đó, xe chính chủ, một chủ từ đầu. Đây, thì đối với dòng Kia Morning này thì đối với phiên bản 5 chỗ thì nó cũng là một dòng xe khá phổ biến của phân khúc hạng A. Nhưng tuy nhiên thì với thiết kế bản 2 chỗ để chúng ta vừa chở hàng mà chúng ta vẫn có thể là đi gia đình thoải mái. Đây, đó, toàn bộ khoang phía sau này, 3 tạ hàng. Nếu mà chúng ta chở hàng nhẹ như quần áo hay là rau cỏ, một vài thứ hàng nhẹ như tầm đôi 3 tạ thì một chiếc xe khá là hợp lý và nhỏ gọn như thế này. Đây, toàn bộ mặt táp lô này, đó, táp ly, keo chỉ nguyên, xe chính chủ. Hai kính trước đó là kính chỉnh điện, hai kính sau nó là dòng xe quay tay. Đó, đây, toàn bộ chân côn, chân ga và chân phanh đây. Đó, 2014 mới bắt đầu lăn bánh. Đây, toàn bộ da ghế này. Đó, toàn bộ mặt vô lăng có hệ thống bóng khí này. Đây, toàn bộ mặt táp lô. Toàn bộ hàng ghế này. Đó. Cũng như là phía sau đây. Thì đối với gia đình nào mà chúng ta đã có xe 4 chỗ rồi mà muốn mua thêm một chiếc 2 chỗ để đăng kiểm hay cũng như là chạy thoải mái hơn, thì chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe 2 chỗ như thế này mà chúng ta vừa có thể chở hàng, đó, vừa đi gia đình được. Đây, toàn bộ phần cốp này và toàn bộ hông keo chỉ. Xe nhập khẩu thì bao giờ nó cũng thân vỏ ngầm bệ nó sẽ chắc chắn hơn, dày dặn hơn rất là nhiều và bền hơn so với bản trong nước. Đó, toàn bộ phần hông này đinh bấm nguyên. Đó. Chính chủ Thái Nguyên luôn. Đây, toàn bộ táp ly sau này. Đây, khá là rộng luôn. Đó. Đây, rất rộng. Toàn bộ táp ly này. Đó, táp lô cũng như là về củ số hay là màn hình đầy đủ. Toàn bộ ốc cánh cửa, khóa cửa. Và đây là toàn bộ khoang máy. Đây, 4 máy. Đó, khoang máy rất là khô luôn. Thì chiếc xe hoàn toàn vừa mới về buổi tối ngày hôm qua nên là chưa hề dọn rửa nên cũng khá bụi bẩn. Đó, đây, máy chưa hạ nhé. Toàn bộ rằng này. Có hệ thống tai đèn. Đối với dòng xe tải van này thì nếu mà chúng ta chạy thì trung bình nó sẽ dao động từ khoảng 6 lít quay về. Đó, còn tùy chúng ta có chở hàng hay không, hay là đi đường phố hay là đi đường đô thị nữa. Đấy, toàn bộ khoang máy, keo chỉ, lắp cabo nguyên, bảo hành cho quý vị và anh chị các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một chiếc Kia Morning tải van 2 chỗ nhập khẩu năm 2009 và đăng ký lần đầu lăn bánh năm 2014. Và hiện tại đang có giá là 125 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6 Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại anh chị quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.